Bây giờ thì giải phóng cái xe. Làm sao đây? Trận tuyến này là trận tuyến thứ 3, thứ 4 đấy. Nhưng mà là trận tuyến nhất, đơn nhất. Với trận trước coi thì không đáng kể. Với trận con, trận này là trận trung bình. Trận trước trung bình nhưng mà lớn nhất trong mùa đến đây. Trong mùa trận tuyến này nhưng mà gọi là so với tính trung bình lại chỉ trung bình thôi. Nhưng mà lớn nhất trong năm, mùa đầu năm nay. Xúc đây rồi bắt đầu lại cái xẻ xúc đi. Sau đó là phải nổ máy cho nó ấm máy đấy đi rồi. Không nên để máy lạnh nó đi, không có lợi. Như là phải bó máy. Chúng ta nên nghĩ cho là chỉ cần nổ máy một kia một phút thôi. Bắt đầu nó thay đưa được. Nhưng một số người cho rằng là chạy nóng. Nóng như là phải 5-10 phút. Còn thông dầu thì chỉ cần một phút là đủ, nổ máy một phút là đã phải chạy được. Hình tôi theo cái thiết nổ máy một phút, nổ máy một phút thì vẫn bay được dầu. Những xe này lớn lắm, 6 máy chứ không phải xe nhỏ. Hình như là một phút một giờ của nó ăn mất chạy được hai mấy mile, 25 mile. Một gallon 4 lít của mình chạy 25 mile. Thì một lít chạy được 6 mile. Để nó nổ máy lên 15 phút thì chạy được với số rồi. Mất gắn một lít rưỡi xăng rồi. Thôi chơi. Một lít rưỡi xăng để mà không đón xe thì chết.